Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng toàn bộ tầm nhìn của mình để bắt đầu cho chương trình kỷ niệm 25 năm ra trường khóa học 1997-1999, trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia. Và ngay sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ chào mừng. Sẽ được trân trọng kính mời tiết mục văn nghệ đồng diễn Mong ước kỷ niệm xưa với một sáng tác của tác giả Xuân Phương sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đội văn nghệ của khóa học 1997-1999. Chúng ta hãy cùng di chuyển về cánh gà của hậu kỳ hậu đài để chúng ta làm công tác chuẩn bị và bắt đầu mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ
Một tràng vỗ tay thật lớn và thật rộn ràng để chúc mừng cho tiết mục mở đầu cho ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, đó chính là tiết mục đồng diễn được mang tựa đề Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của tác giả Xuân Phương đã mở đầu cho chương trình. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình trở về khu vực sân khấu tại khách sạn Bến Thành để bắt đầu cho chương trình kỷ niệm 25 năm ra trường khóa 1997-1999 trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón sự có mặt hiện diện trang trọng và đầy ý nghĩa của các thầy giáo, cô giáo cùng với tất cả các quý anh, quý chị là cựu học sinh niên khóa 1997-1999 đến từ trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cũng đã trở về với khách sạn Bến Thành để cùng đồng hành tham dự chúc mừng cho chương trình 25 năm ngày trở về. Và tôi là MC Ngọc Thịnh, người dẫn chương trình. Lời nói đầu tiên, cho phép Ngọc Thịnh xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể tất cả các thầy giáo, cô giáo, kính thưa tất cả các quý anh chị. Khi mà những cánh phượng đã nở đỏ thắm cả một góc trời, những chú ve sầu lại ngân nga những bản đồng ca trên những vòm lá xanh tốt, những cơn mưa bất chợt cùng với những cái nắng oi ả đã báo hiệu một mùa hè nữ lại trở về. Hè về lại mang trong tâm hồn của chúng ta rất nhiều những ký ức rạo rực với những ngày tháng chúng ta cắp sách đến trường. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, kính thưa quý anh chị đang có mặt tại khách sạn Bến Thành trong ngày hôm nay. Nếu như nói 25 năm để so sánh với dòng chảy của lịch sử, dòng chảy của thời gian thì nó được xem như là một hạt cát giữa sa mạc. Nhưng 25 năm đối với cuộc đời của mỗi một con người chúng ta thì đó là một quãng thời gian vô cùng đáng kể. 25 năm đủ để những mái đầu xanh ngày ấy bây giờ đã điểm bạc. 25 năm ngày ấy bạn và tôi, cho dù chúng ta đang ở nơi đâu, đang hoạt động, công tác trong lĩnh vực nào trên mảnh đất hình chữ F Việt Nam thân yêu của chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta mãi mãi nhớ về nhau, nhớ về trường xưa, bạn cũ và ơn thầy. Sau 25 năm xa cách, ngày hôm nay chúng ta đã được gặp gỡ, được nhìn thấy nhau bằng da, bằng thịt, bằng ánh mắt yêu thương, bằng những lời chúc mừng hồn hậu nhất mà các em xin được gửi đến cho các quý thầy cô giáo trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bầu không khí vô cùng trọng đại, hân hoan và phấn khởi trở về tham dự với chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về của niên khóa 1997-1999, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đủ đầy của các thầy giáo, cô giáo cùng với sự hiện diện vô cùng ý nghĩa của các anh chị của chúng ta trong ngày hôm nay. Đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào thầy Lê Tự Nguyên, là phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng kính mời thầy sẽ cùng khởi thân đứng lên và mời tất cả quý vị hãy cùng dành cho thầy Lê Tự một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Nghi Sơn. Xin được một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chào đón và giới thiệu sự hiện diện của thầy Lê Văn Hoàng, nguyên giáo viên dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 12A của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thị Thinh, nguyên là giáo viên dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 12B. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Nhân, nguyên là giáo viên dạy môn lý, chủ nhiệm lớp 12C của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Toán, nguyên là giáo viên dạy môn sử, chủ nhiệm lớp 12D, nguyên hiệu trưởng nhà trường.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Ánh Nguyên là giáo viên dạy môn địa, chủ nhiệm lớp 12E. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thanh, nguyên là giáo viên dạy môn hóa, chủ nhiệm lớp 12H trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Huy Tùng, phó hiệu trưởng. Xin được trân trọng một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Cùng với sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy cô làm bộ môn dạy khóa học 1997-1999. Ngày hôm nay đều hiện diện trở về đây để tham dự chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và sự hiện diện đủ đầy của tất cả các thành viên niên khóa 1997-1999. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chúc mừng. Thưa quý vị, thật là tuyệt vời cho bầu không khí trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, nếu như được hỏi khoảng thời gian nào là đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi một con người, thì em xin được khẳng định và tin chắc một điều rằng nhiều người trong số chúng ta đang có mặt tại đây đều trả lời đó chính là quãng thời gian để chúng ta ngồi trên ghế của nhà trường cùng với thầy cô, bạn bè, với thật nhiều những ước mơ, những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ. Để rồi 25 năm kể từ ngày ra trường, mỗi chúng em không chỉ mang theo hành trang kiến thức, mang theo niềm tự hào về mái trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia, nay là trường nghề Nghi Sơn. Mãi trong tim mỗi một người luôn có hình ảnh của thầy cô, trường xưa, bạn cũ, và luôn luôn mong muốn có ngày hội ngộ. Đây là dịp vô cùng đặc biệt để chúng em ôn lại những kỷ niệm. Gặp lại sau 25 năm xa cách cũng là dịp để chúng em được bày tỏ lòng tri ân đối với quý thầy giáo, cô giáo, những người lái đò thầm lặng, những người đã chấp cánh ước mơ cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh của nhà trường. Và trong khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa này, chúng tôi xin được chào đón và trân trọng kính mời trở về khu vực sân khấu là sự hiện diện của anh Lê Đình Sơn, cựu học sinh lớp 12H, thay mặt cho hơn 300 cựu học sinh khóa lên đọc diễn văn kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Xin mời quý vị hãy cùng dành cho anh Sơn một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để đón chào. Xin mời. Kính thưa quý vị thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh khóa học 1997-1999 thân mến, hôm nay trong ngày niềm hoan phấn khởi năm là cách xa tập thể cựu học sinh khóa học 1997-1999 trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia để liệu về đây trên mảnh đất quê hương Tĩnh Gia yêu dấu, nơi 25 năm trước đây đã trở thành nơi bắt đầu cho một tình thầy trò, một tình bạn bè trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên và sâu sắc, cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và tri ân các thầy giáo, cô giáo. Chúng ta trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các lớp niên khóa 1997-1999. Chúng ta nồng nhiệt chào đón hơn 100 bạn cựu học sinh khóa học đặc biệt. Xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm ăn, sinh sống ở nơi xa quê, với một tinh thần trách nhiệm của các lớp đã cùng sum họp. Dù vượt nắng, vượt mưa, qua chặng đường xa trên cả nghìn cây số về tham dự ngày vui trong trại này. Xin chuyển lời thăm hỏi ân cần, thân thương đến các thành viên, các lớp đang bận công tác trên mọi miền Tổ quốc, chưa có thể có điều kiện về dự hôm nay. Thưa các bạn, những năm trung học phổ thông vội vàng qua nhanh nhưng đã để lại cho chúng ta biết bao niềm, bao nhiêu kỷ niệm, nhưng còn vấn vương đâu đây.
thời học trò rộn rã tiếng cười cùng bao suy tư trăn trở. Sau khi rời mái trường cấp 3, tất cả đã trở thành những ký ức không thể phai nhạt. 25 năm trôi qua, để được trưởng thành như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên công ơn các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ, nâng cánh ước mơ cho chúng ta trở thành. Trong giờ phút sum họp, sum đúc, chúng em rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Xin được tri ân tới những thầy giáo, cô giáo, dẫu hoàn cảnh khó khăn, có thiếu thốn bao nhiêu về mặt vật chất, nhưng thầy cô không những truyền thụ cho các em đầy đủ các kiến thức theo chương trình, mà còn biết thêm cho các em về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình nghĩa làm người. Khóa chúng em hôm nay gặp lại nhau sau 25 năm, đàn chim tung cánh đến khắp phương trời Bắc Trung Nam. Có nhiều bạn đã thành công trong cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, công danh, và có nhiều người còn cố gắng thêm. Xong thành công của chúng ta, cả ta chính là giây phút này đây, nơi quê hương yêu dấu, chúng ta ngồi bên nhau với một tình cảm vẹn nguyên như thuở học trò. 25 năm là một chặng đường dài, thời gian làm cho chúng ta gần trở thành các bậc trung niên thay đổi về dáng vóc, ở nét chân chim nơi khóe mắt và mái tóc nhuộm đen, nhưng đã bắt đầu nhuộm vàng theo cùng năm nào. Những thời gian cũng giúp cho chúng ta lưu giữ nguyên vẹn những ký ức thời học sinh, và chúng ta không thể nào quên trong tâm tưởng. Để giờ đây chúng ta lại ngồi bên nhau tâm sự những kỷ niệm xưa. Kính thưa thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, hoàn cảnh và môi trường làm ăn sinh sống đã khiến chúng ta mỗi người một nơi, người ngoài Bắc, người ở miền Trung nắng gió, người ở miền Nam. Có nhiều bạn được ở lại quê nhà với ý chí vươn lên, sự cố gắng phấn đấu của mỗi bản thân, cộng với sự giúp đỡ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta vui mừng. Có những bạn đã có học vị, có chức vụ trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, trong quân đội, nhiều bạn là giáo viên, là bác sĩ, là giám đốc các doanh nghiệp, là những người thợ giỏi. Những mỗi thành viên của chúng ta khóa học đều trung tâm, đều tâm nguyện rằng đó chẳng qua là sự khác biệt về mặt xã hội, nhưng sẽ không bao giờ tạo ra sự khác biệt trong tình hình của bạn bè. Sự có mặt đông đủ của các bạn cùng gia đình hôm nay là minh chứng cho một sự tình bạn bền vững của kiệm học sinh khóa học của chúng ta. 25 năm một chặng đường để nhớ, 25 năm hôm nay ta hội tụ về đây để nhớ lại những năm ngày xưa cùng học dưới mái trường đất thơ. Quãng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để biết tất cả thành kỷ niệm yêu thương và niềm nhớ mãi mãi. Hôm nay là một ngày sẽ làm quên đối với tất cả chúng ta, những người đã có mặt ở đây để cùng biết thêm những điều tốt đẹp nhất trong kỷ niệm, để nhớ về một thời đẹp nhất một đời mình, thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng đầy tính nghịch và yêu, để có được những kỷ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm nay, chính là nhờ tình yêu thương, sự quan tâm dành cho bố thầy giáo, cô giáo đã dành cho chúng em. Vì vậy 25 năm sau chúng em về đây chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc để thầy giáo, cô giáo đã dạy bao, đã dạy tận tình, đã nâng cánh ước mơ cho chúng em tự tử. Thay mặt cho các kiệu học sinh khóa học 1997, 1999, cảm ơn rất nhiều đến ban liên lạc của khóa, đồng thời em xin chân thành kính chúc quý thầy giáo, cô giáo, và đặc biệt là ban giám hiệu nhà trường và ban giám hiệu mới cùng các vị khách mời sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Cuối cùng xin chúc buổi gặp mặt vui vẻ, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
chúc buổi gặp mặt chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Tôi mong rằng ban liên lạc khóa học sẽ tổ chức được nhiều lần gặp mặt như thế này cho các thầy 30 năm, 35 năm, 50 năm, 60 năm. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý vị cùng các thầy giáo, cô giáo và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng dành cho anh Lê Đình Sơn là cựu học sinh lớp 10H đại diện cho hơn 300 cựu học sinh niên khóa 1997-1999 một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt đi ạ. Thưa quý vị, quá tuyệt vời cho những dòng lưu bút, cho những xúc cảm đầu tiên để muốn gửi đến cho các thầy giáo, cô giáo cùng với toàn thể tất cả những người bạn của mình trong thời khắc vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời này. Thưa quý vị, bài diễn văn của anh Lê Đình Sơn đã thay mặt cho 300 cựu học sinh rất ý nghĩa và cảm xúc. Đúng thật là các anh chị ạ, tuổi học trò của chúng ta với quá nhiều những kỷ niệm đẹp, quá nhiều những khoảnh khắc mà chúng ta vẫn in sâu trong tâm trí của chúng ta dù 25 năm chúng ta đã trôi qua. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình trở về khu vực sân khấu. Đây sẽ là một khoảnh khắc để chúng ta cùng đón xem một tư liệu rất quý giá về một thời học sinh của các anh chị. Và tôi vẫn biết rằng nếu như đoạn video clip này có mặt tại khu vực sân khấu thì chính các anh chị cũng không biết là mình sẽ có hình ảnh hiện diện trong đoạn video clip này. Vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các anh chị của chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình trở về khu vực sân khấu để nhìn lại một thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta sau đoạn clip này. Xin mời toàn thể các thầy giáo, cô giáo, xin mời toàn thể tất cả các quý anh chị, chúng ta sẽ cùng tạm dừng mọi hoạt động của mình lại để dành thời gian và hướng tầm nhìn của mình trở về tại khu vực sân khấu tại khách sạn Bến Thành để cùng dõi theo một đoạn video clip, một thước phim vô cùng quý giá, đó chính là một chặng đường 25 năm của chúng ta. Đề nghị toàn thể quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào đoạn video này. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã dõi theo một đoạn video clip phóng sự 25 năm ngày trở về với rất nhiều những cung bậc cảm xúc và thật là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Một đoạn clip kỷ yếu về thăm trường cũ thật là xúc động. Cảm ơn ban liên lạc. Các bạn hội khóa của chúng ta cũng đã có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thầy đã ra đi mãi mãi. Cảm ơn ban liên lạc đã động viên hỏi thăm các thành viên của khóa đã mắc bệnh hiểm nghèo. Trong phút giây này, chứng kiến cho những cô bé, cậu bé, học trò năm xưa giờ đã trưởng thành, thành công trong cuộc sống, chắc hẳn thầy cô cũng có rất nhiều những điều muốn chia sẻ, muốn gửi gắm đến với các học trò của mình. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng tạm gác lại thời gian của mình và chúng tôi xin được mượn một chút thời gian thanh xuân của quý vị, của các anh chị chúng ta cùng hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu và hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón thầy giáo Nguyễn Văn Toán, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường trở về khu vực sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu cảm nhận của mình về buổi hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Xin mời quý vị hãy cùng dành cho thầy Nguyễn Văn Toán một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và khi mà thầy Nguyễn Văn Toán trở về khu vực sân khấu thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, các anh các chị chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian và lắng nghe những dòng tự sự, những cung bậc cảm xúc, những suy nghĩ, những cảm nhận của thầy muốn gửi trao cho các em cũng như tất cả những người đồng nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các quý thầy, quý cô đã từng công tác và giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tỉnh Gia. Thưa tất cả các em học sinh thân yêu, tôi rất vinh dự được các em học sinh giới thiệu lên phát biểu ý kiến nhân ngày hội kỷ niệm 25 năm ngày các em ra trường, kỷ niệm 19/9/2024. Lời đầu tiên, tôi xin phép được gửi tới tất cả mọi người lời chào trân trọng, lời chào chân thành và lời chúc mừng sức khỏe
có thể nói về dự với đông đủ với các em trong ngày hội hôm nay là niềm vinh dự, là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc và có cả sự may mắn của tất cả các thầy, các cô. Trong đội ngũ các thầy, các cô ngồi đây, tuy mỗi người một cái tuổi tác ít nhiều khác nhau, sức khỏe khác nhau, điều kiện sống và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đối với nghề và sự nghiệp dạy học, họ đều là những người có tâm huyết với nghề, có trách nhiệm với đội ngũ, với tất cả các học sinh thân yêu của mình, và đều là những người hết lòng và thương yêu học sinh. Nhớ lại cách đây 25 năm, ngày đó trường Bằng quá nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học, bàn ghế chưa được đầy đủ. Nhưng ngày ấy, thầy và cô giáo vẫn dạy và các em vẫn học. Các thầy vẫn say sưa trên bục giảng, giảng dạy chỉ bảo cho các em những tri thức của nhân loại, như những con tằm ngày ngày rút ruột nhà tơ và làm đẹp, hay những con ong siêng năng cần mẫn tìm nhị hoa dâng mật ngọt cho đời. Họ chính là những người lái đò, bất kể gió mưa, ngày ngày cầm lái đưa các em sang sông và cập đến an toàn. Còn các em cũng vậy, điều xuất phát không được may mắn, nhưng số đông các em biết đối đầu, biết vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, chịu khó chuyên cần trong học tập, sau 3 năm đã tạo dựng cho mình một hành trang cần thiết bước mà vững bước vào đời. Nhìn các em trẻ trung, khỏe mạnh, phát lên nguồn năng lượng sống rất dồi dào, khẳng định các em đã thực sự trưởng thành, và trong số các em ngồi đây, rất nhiều em đã rất thành đạt. Trong không khí vui mừng, đầm ấm tình thầy trò, trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội các em ra trường, tất cả các thầy các cô đều rất xúc động, rất tự hào và xin cảm ơn tất cả các em. Trong không khí vừa trang nghiêm, vừa đầm ấm, hôm nay con không biết nói gì nhiều hơn, chỉ biết cầu chúc cho tất cả các quý thầy, quý cô luôn được mạnh khỏe, bình an, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bên con cháu của mình. Thay mặt cho các thầy, các cô, xin gửi đến tất cả các em lời cảm ơn chân thành, lời chúc các em học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong sự nghiệp. Nhân từ diễn đàn của buổi lễ hôm nay, chúng tôi là những thầy và cô giáo, thầy và cô giáo cũ, xin chúc cho toàn thể ban giám hiệu, đội ngũ thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên và toàn thể các em học sinh của nhà trường sau khi về cơ sở mới có nhiều thuận lợi, có nhiều may mắn và có nhiều những thành tích và thành công tốt đẹp, để mãi mãi là niềm tự hào của thế hệ học sinh đã qua và đồng thời cũng là niềm tự hào của học sinh mai sau. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành cho thầy giáo Nguyễn Văn Toán, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Thưa quý vị, đó chính là những lời yêu thương mà thầy Toán xin được gửi đến cho tất cả các em, gửi đến cho những người đồng nghiệp của mình trong ngày hôm nay sau 25 năm xa cách. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ban tổ chức, trân trọng kính mời đại diện ban giám hiệu nhà trường mới, đó chính là cô giáo Trần Thị Sang, hiệu trưởng, hiện là hiệu trưởng giám đốc trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn, sẽ lên có đôi lời phát biểu trong bầu không khí hân hoan kỷ niệm 25 năm ngày trở về. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng dành cho cô Trần Thị Sang một tràng pháo vỗ tay thật lớn để trân trọng đón chào. Xin mời toàn thể quý vị. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn. Kính thưa thầy Vũ Huy Tùng, phó bí thư chi bộ, phó giám đốc trung tâm. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ giáo viên trung tâm.
Thưa các anh chị cựu học sinh khóa học 1997-1999 của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn. Hôm nay chúng ta cùng có mặt đây để tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 97-99. Trong không khí trang trọng. Trong không khí trang trọng và đầy xúc động này, lời đầu tiên thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn xin gửi tới các thầy giáo, các anh chị, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị lời chúc sức khỏe, chúc buổi lễ ấm áp tình thầy trò, gắn kết, yêu thương, tưởng xưa, bạn cũ. Kính thưa các thầy cô, thưa các anh chị, hội khóa là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Nó không chỉ đơn thuần là cuộc tụ họp giữa những người bạn học, mà còn là dịp để mỗi người cùng quay trở về ký ức tươi đẹp của thời học sinh, cùng nhìn lại những chặng đường đã qua, tri ân mái trường, tri ân thầy cô và cùng quyết tâm phấn đấu đạt thêm nhiều thành công. Đối với học sinh ở các trường trung học phổ thông, hội khóa diễn ra rất phổ biến và thường niên ở các khóa học. Tuy nhiên, đối với học sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, việc tổ chức hội khóa là điều rất khó khăn, khó đến gần như không thể thực hiện được. Đây là một sự thiệt thòi không những của học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên mà còn là của các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên nhà trường. Đâu đó trong sâu thẳm, chúng ta vẫn còn sự mặc cảm, tự ti khi xuất phát điểm là học sinh trung tâm. Điều đó chính là rào cản lớn nhất khiến cho rất nhiều khóa học nhen nhóm ý tưởng tổ chức hội khóa nhưng không thực hiện được. Như chúng ta đều biết, các thầy giáo, cô giáo của trung tâm được đào tạo trình độ chuẩn và trên chuẩn, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, được đào tạo trình độ dạy học không khác gì các thầy cô ở trường trung học phổ thông. Tuy còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô luôn tâm huyết, nỗ lực trong công tác giảng dạy và giáo dục. Với lịch sử hơn 30 năm xây dựng và phát triển, qua 5 lần thay đổi và bổ sung nhiệm vụ, đến nay Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Nghi Sơn đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng. Ở đó có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý và giáo viên nhân viên trung tâm. Trung tâm đã đào tạo gần 30 thế hệ học trò, hàng chục ngàn học sinh rời mái trường trung tâm yêu dấu và đi muôn phương về mọi miền tổ quốc, góp phần không nhỏ bảo vệ xây dựng quê hương xứ sở. Các anh chị hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu và tự hào về những gì các anh chị đã đạt được. Các thầy cô giáo hoàn toàn có quyền tự hào về những thế hệ học trò mà mình đã đào tạo, giáo dục và trưởng thành ngày hôm nay. Việc làm của các anh chị trong ngày hôm nay đã góp phần xóa bỏ mọi rào cản, và hơn hết, các anh chị đã đem lại cho thầy cô giáo những tình cảm yêu thương, ấm áp, niềm tin và giá trị cốt lõi trong cuộc đời này, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Các anh chị đã tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, những người đã không quản ngại khó khăn vất vả, dành cả tâm huyết và tuổi thanh xuân để góp phần chắp cánh cho ước mơ bay cao bay xa, tự tin vững bước trên con đường tương lai của các anh chị. Ngoài ý nghĩa tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, tri ân thầy cô, các anh chị còn là tấm gương của sự phấn đấu, nỗ lực để trưởng thành, là tấm gương để các thế hệ học sinh trung tâm noi theo. Các anh chị đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong toàn khóa học. Sợi dây ấy sẽ giúp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó các thành viên, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Thưa các thầy cô, thưa toàn thể các anh chị, buổi hội khóa hôm nay thật ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi chúng ta biết rằng chỉ còn lại những tháng ngày ngắn ngủi cho sự tồn tại của trung tâm trên khuôn viên đã chắp cánh cho các anh chị bay cao bay xa, thành đạt và phát triển như ngày hôm nay. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, ngôi trường ấy sẽ bị phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị mới. Những lớp học xưa với bao kỷ niệm của tuổi học trò của các anh chị sẽ vĩnh viễn còn trong hoài niệm. Chúng ta sẽ có ngôi trường mới khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Âu đó cũng là quy luật của sự phát triển. Trong những năm qua, trung tâm không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ngày càng tăng. Năm học 2024-2025, trung tâm có quy mô 18 lớp học với 850 học sinh, với điều kiện cơ sở vật chất tạm thời, địa điểm cách xa trung tâm, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề, không ngại khó khăn,
1999 hôm nay. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ, ươm mầm tri thức và nhân cách để có được các thế hệ học trò như các anh các chị, những người đang hiện diện nơi đây. Xin được cảm ơn các anh các chị không quản xa xôi, không quản bao khó khăn trở ngại, từ mọi miền tổ quốc các anh các chị đã về hội tụ dưới mái trường xưa, chung tay làm nên một buổi hội khóa trang trọng, ý nghĩa, đầy lý nhân văn. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Chúc các anh chị thành công hơn nữa trong sự nghiệp, tiếp tục gắn kết để đi đến chặng đường 30 năm, 35 năm và nhiều hơn nữa. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành cho cô giáo Trần Thị Sang một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe một thông điệp vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời của cô giáo Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng giám đốc trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thị xã Nghi Sơn, cũng đã có những lời phát biểu, những thông điệp, những tự sự của mình. Xin được gửi đến tất cả các thầy giáo, cô giáo nguyên đã công tác thông qua các thời kỳ, cũng như gửi đến tất cả các anh chị của chúng ta niên khóa 1997-1999 những thông điệp yêu thương. Và chỉ còn một ít thời gian nữa thì môi trường của chúng ta sẽ mãi mãi xa rời để bàn giao mặt bằng cho cơ sở mới. Và đó chính là những kỷ niệm mà chúng ta nhớ lại cho 25 năm trước đây, vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mọi ánh nhìn của mình về phía sân khấu. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón và kính mời cô giáo Vũ Thị Luận, là giáo viên bộ môn văn, sẽ cùng trở về với cuộc sân khấu để giao lưu với chương trình 25 năm ngày trở về của các anh chị bằng một tiếng hát, bằng những vần thơ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và mời quý vị hãy cùng đón cô Vũ Thị Luận bằng một tràng vỗ tay thật rộn ràng và hân hoan ạ. Xin chào, kính mời cô Luận ạ. Thưa quý vị, ở đoạn đầu của chương trình, trong đoạn video thì chúng ta cũng đã lắng nghe những lời rất yêu thương, những lời chia sẻ, những vần thơ của cô Luận gửi đến cho những người đồng nghiệp, gửi đến cho toàn thể tất cả các anh chị. Và ngay sau đây, các em xin được trân trọng kính mời cô ạ. Cô xin kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Nhân ngày hội khóa 25 năm ra trường của các em, cô kính chúc toàn thể các thầy cô giáo một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Để thay lời tri ân, bên cạnh những ca khúc, bên cạnh những bó hoa tươi thắm gửi đến các thầy giáo, cô giáo, các cựu học sinh niên khóa 1997-1999 cũng có thêm một món quà nữa xin được tặng tới trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Tĩnh Gia của chúng ta. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô giáo Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng, giám đốc trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thị xã Nghi Sơn, lên sân khấu để các cựu học sinh trao tặng quà lưu niệm tới nhà trường. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của cô giáo Trần Thị Sang. Và ban tổ chức xin được chào đón sự hiện diện và kính mời anh Mai Tiến Dũng, trưởng ban liên lạc khóa học 9799, sẽ lên trao quà lưu niệm cho ban giám hiệu nhà trường. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của cô giáo Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng, giám đốc trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thị xã Nghi Sơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để đón chào. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy giáo Vũ Huy Tùng, phó giám đốc nhà trường, sẽ cùng trở về khu sân khấu để đón nhận những lãng hoa tươi thắm, những tặng phẩm, món quà lưu niệm trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời thầy.
Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chúc mừng cho món quà của quý anh chị niên khóa 1997-1999 dành tặng cho cô Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn của chúng ta, cùng với thầy Tùng là phó giám đốc của nhà trường cũng đã có mặt tại khu sân khấu. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các thầy giáo, cô giáo, nguyên là giáo viên dạy khóa học 1997-1999 chúng ta sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để các học trò cũ lên tặng quà. Đó chính là những bó hoa tươi thắm và một chút quà để tri ân các thầy cô trong ngày hôm nay. Xin được nồng nhiệt, trân trọng và kính mời các thầy giáo, cô giáo của chúng ta sẽ cùng khởi thân và tiến trở về khu sân khấu để đón nhận những lãng hoa tươi thắm, những lời cảm ơn tri ân chúc mừng tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ được chào đón sự hiện diện của thầy giáo Lê Tử, nguyên là phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng kính mời cô Trần Thị Sang, hiện là hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng kính mời thầy Lê Văn Hoàng, nguyên là giáo viên dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 12A. Xin được trân trọng kính mời cô Lê Thị Thinh, nguyên là giáo viên dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 12B. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Đỗ Nhân, nguyên là giáo viên dạy môn lý, chủ nhiệm lớp 12C. Xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Toán, nguyên là giáo viên dạy môn sử, chủ nhiệm lớp 12D, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Lê Thị Ánh, nguyên là giáo viên dạy môn địa, chủ nhiệm lớp 12E. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Thanh, nguyên là giáo viên dạy môn hóa, chủ nhiệm lớp 12H. Cùng với sự hiện diện đủ đầy của các quý thầy cô của chúng ta đang công tác thông qua các thời kỳ, trân trọng kính mời các thầy cô của chúng ta sẽ cùng hiện diện trở về khu vực sân khấu. Tôi xin được trân trọng kính mời anh Mai Tiến Dũng, đại diện cho trưởng ban liên lạc của hội khóa 9799 sẽ cùng trở về khu vực sân khấu cùng với các thành viên của chúng ta. Đó chính là anh Lê Duy Long, anh Nguyễn Tuấn Anh, chị Trần Thị Trọng, chị Lê Thị Linh sẽ lên tặng những bó hoa tươi thắm cùng với những món quà tri ân của toàn thể những học sinh khóa 9799 dành cho những thầy giáo, cô giáo đã từng dạy dỗ mình cách đây hơn 25 năm trở về trước. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, đang tiến về phía sân khấu đại diện cho hơn 300 cựu học sinh niên khóa 9799. Đó chính là sự hiện diện đại diện của anh Mai Tiến Dũng, trưởng ban liên lạc. Xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Duy Long. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Tuấn Anh. Xin được trân trọng kính mời chị Trần Thị Trọng. Xin được trân trọng kính mời chị Lê Thị Linh sẽ cùng trở về khu vực sân khấu đại diện cho hơn 300 cựu học sinh trong ban liên lạc, ban cán sự lên tặng hoa cũng như những món quà lưu niệm tình cảm để tri ân các thầy cô của chúng ta. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Toán sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để cùng đón nhận những tình cảm tốt đẹp, những phút giây yêu thương ngập tràn của các em xin được tri ân đến với các thầy cô. Thưa quý vị, đó chính là sự hiện diện vô cùng ý nghĩa của các thầy giáo, cô giáo, những người đã chấp cánh ước mơ, những người đã đặt những bước chân đầu tiên của chúng ta trên con đường học tập và sự nghiệp sau này, để chúng ta thành công trên con đường sự nghiệp gia đình, để rồi ngày hôm nay sau 25 năm xa cách, các em rất tự hào, sung sướng, hãnh diện khi được gặp lại các thầy giáo, cô giáo, gặp lại những người đã cùng với mình, cùng nhau vượt khó để hướng đến những điều thành công. Đó chính là tất cả các bạn cựu học sinh niên khóa 1997-1999 cũng đã hiện diện trở về đây. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã để lại đằng sau của mình là sự bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống đời thường. Để trở về, chúng ta cùng nắm tay nhau ôn lại những ký ức xưa, cùng gửi trao cho nhau những thông điệp yêu thương và tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ được thay lời cho hơn 300 cựu học sinh các anh các chị khóa 9799 xin được gửi tới gia đình các thầy cô giáo của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Gia đình luôn luôn bình an, mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn luôn là tấm gương sáng nhất để các em soi rọi cho con đường tương lai hạnh phúc.
Thưa quý vị, đó chính là những lãng hoa vô cùng tươi thắm, những bó hoa vô cùng xinh đẹp, chờ đầy yêu thương, sự tâm huyết của các em để chuẩn bị được cuộc gặp gỡ 25 năm này. Đó chính là chúng ta phải hy sinh về thời gian, về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này để chúng ta lại được bên nhau, để ôn lại những kỷ niệm của một thuở tuổi hồng. Cái tuổi mà chúng ta vẫn từng nói với nhau đó là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Thưa quý vị, một ký ức tuổi hồng, hãy cho tôi một vé để trở về với tuổi thơ, trở về với cái tuổi vô yêu vô lo. Thưa quý vị, đó chính là khoảnh khắc hồn nhiên nhất trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Những cô cậu học sinh ngày ấy bây giờ đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã có sự nghiệp công danh, đã có gia đình. Và một lần nữa xin được cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của chúng ta. Các em xin được gửi tới các thầy, các cô ngàn lời yêu thương, những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Những cái bắt tay thật chặt, những tình cảm yêu thương đã được gửi trao. Kính thưa quý vị, trong những nghề cao quý thì nghề giáo viên là nghề cao quý nhất, bởi vì họ đã sáng tạo ra những con người sáng tạo. Nghề giáo là một nghề vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta đang tôn vinh cho những giá trị tốt đẹp đó và tinh thần tôn sư trọng đạo, cũng như những khoảnh khắc ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây. Và trong phút giây này, chúng tôi xin được thay lời cho ban cán sự mời tất cả các thầy giáo, cô giáo, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng lên. Xin được trân trọng kính mời tất cả các cựu học sinh, hơn 300 các anh chị của chúng ta đang có mặt tại khách sạn Bến Thành. Vui lòng mời các anh chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng lên để chúng ta sẽ cùng lan tỏa yêu thương và bắt nhịp cho chương trình ngày hôm nay bằng những tiếng hô thật lớn để thể hiện tình cảm, sự quan tâm cũng như những lời tri ân mà chúng ta dành cho nhau. Xin mời tất cả quý anh chị, xin mời các quý thầy cô chúng ta đang ngồi ở các dãy bàn danh dự. Vui lòng mời toàn thể quý vị chúng ta khởi thân đứng lên nào. Và bây giờ em là MC Ngọc Thịnh xin phép được bắt nhịp cho chương trình kỷ niệm 25 năm ngày trở về hôm nay. Xin hỏi toàn thể quý vị, gia đình của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Xin chúc mừng cho sự đoàn viên hội ngộ trong ngày hôm nay. Và đó sẽ là lấy những lời cung chúc tụng tốt đẹp nhất của tất cả các em sẽ được gửi tới các thầy cô, gửi đến cho những người bạn của mình trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Hãy cùng dành cho nhau một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Thưa quý vị, và bây giờ tại một sân khấu rất đẹp tại phố biển Hải Hòa xinh đẹp, đó chính là khách sạn Bến Thành của chúng tôi, xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các thành viên của lớp chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu chụp những bức ảnh từng lớp. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lớp 12A cùng với giáo viên chủ nhiệm, đó chính là sự hiện diện của thầy Lê Văn Hoàng, sẽ cùng trở về cuộc sân khấu để chụp bức ảnh lưu niệm đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nồng nhiệt chào đón lớp 12A của chúng ta cùng với thầy giáo Lê Văn Hoàng sẽ cùng có mặt tại cuộc sân khấu để chụp ảnh của lớp chúng mình. Xin mời. Sóng gió sẽ qua, những tháng ngày đang đó cũng cười thật tươi. Xin được cảm ơn. Đó chính là sự hiện diện của thầy giáo Lê Văn Hoàng và toàn thể tất cả quý anh chị của chúng ta đến từ lớp 12A. Hãy dành những tràng vỗ tay không ngừng giòn giã dành để chúc mừng đi ạ. Lớp 12A của chúng ta mãi đỉnh đúng không ạ? Tuyệt vời. Và sau đây chúng tôi xin được chào đón cô giáo Lê Thị Thinh, nguyên là giáo viên dạy môn toán, là chủ nhiệm lớp 12B, cùng với các thành viên của lớp 12B của chúng ta. Lớp B của chúng ta đang ở đâu ạ? Xin mời lớp B trở về phía sân khấu nào. Cung bậc cảm xúc khác nhau để mang đến cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay thật phấn khởi hơn. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiền
không rơi sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó bây giờ các anh chị sẽ cùng thả cho chương trình một quả tim được không ạ? Hãy cùng thả tim nào. Sau khi chúng ta thả tim xong, các anh chị chúng ta sẽ cùng thề, cùng giơ khẩu hiệu quyết tâm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nắm tay của mình thật chặt để thể hiện sự quyết tâm. Dù có khó khăn như thế nào, trong cuộc đời này chúng ta mãi mãi bên nhau. Hãy nắm tay lại để thể hiện tinh thần quyết tâm đi ạ. Xin mời anh Dũng, anh Việt cùng với các thành viên của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Thinh, nguyên là giáo viên dạy môn toán chủ nhiệm lớp 12B. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng chào đón thầy giáo Đỗ Nhân, nguyên là giáo viên dạy môn lý chủ nhiệm lớp 12C và toàn thể lớp 12C. Những cánh tay của tất cả các quý chị đâu ạ? Hãy cùng trở về tiến bước vào sân khấu nào. Và chúng tôi xin được chào đón và vinh danh sự hiện diện của thầy giáo Đỗ Nhân cùng với các thành viên trong lớp 12 của C của chúng ta trong ngày hôm nay. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi thưa quý vị, gương mặt của thầy giáo Đỗ Nhân, con người ấy, trái tim ấm nóng và yêu thương ấy đã có mặt tại cuộc sân khấu cùng với những cái nắm tay để các trò cùng trân trọng kính mời thầy. Và xin được chào đón tất cả các thành viên lớp 12C của chúng ta. Các quý anh chị chúng ta lên sân khấu đủ đầy nào. Bởi vì ngày hôm nay sẽ là 25 năm vô cùng quan trọng trong một chặng đường của chúng ta. Thưa quý vị, những bó hoa, những lời chúc mừng, những cái vỗ tay thật hoan hỉ đã cùng chào đón thầy Đỗ Nhân. Đam mê phía trước đợi chờ lễ thế mơ và hãy cứ bước thanh xuân cùng làm điều phi thường hẹn gặp nhau cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Bây giờ sẽ là sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Văn Toán cùng với tất cả quý anh chị của chúng ta đến từ lớp 12D. Thưa quý vị, những gương mặt vô cùng thân quen và ngập tràn yêu thương của chúng ta đến từ lớp 12D. Những giai điệu của thanh xuân, những giai điệu của cuộc đời của chúng ta đang được ngân vang tại sân khấu, tại khách sạn Bến Thành của chúng tôi. Những năm tháng ấy, mình đã đi qua. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của tất cả các quý anh chị đến từ lớp 12D của chúng ta sẽ cùng hiện diện về với sân khấu đủ đầy. Và xin được trân trọng kính mời đơn vị truyền thông đa phương tiện Xuân Thành Media sẽ cùng lưu lại những thước phim, những đoạn video clip thật đẹp, thật ý nghĩa trong ngày hôm nay. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không.
Thưa quý vị, chúng tôi đang trông thấy đó chính là một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng đang nở trên đôi môi của thầy Toán, đúng không ạ? Cùng với những nụ cười rạng ngời tươi thắm đang nở trên đôi môi của các anh chị lớp 12D. Thưa quý vị, một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng, hãy cùng rạng ngời vẫy tay cho em được không ạ? Thưa quý vị, có những cái khoảnh khắc mà chúng ta nhớ mãi về ngày xưa vẫn là cô cậu học trò bé bỏng của thầy cô. Chúng tôi có từng nói rồi, nhất quỷ nhì ma tứ ma học trò. Mặc dù chúng ta lớn con trưởng thành nhưng trong tâm hồn của chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ của yêu thương của thầy cô, của bạn bè. Những cá tính ấy, những phong cách ấy ngày nào bây giờ vẫn y chang như vậy. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Văn Toán, chủ nhiệm lớp 12D, và cảm ơn các quý anh chị lớp 12D của chúng ta rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ được chào đón cô giáo Lê Thị Ánh Nguyên, là giáo viên dạy môn địa, chủ nhiệm lớp 12A, và toàn thể lớp 12A của chúng ta đang ở đâu ạ? Xin mời các anh chị chúng ta lên sân khấu nào. Thưa quý vị, ngày hôm nay các lớp của chúng ta đang hội ngộ trở về đây cùng nhau đoàn viên, gặp gỡ và dành cho nhau thật nhiều những nụ cười. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng bên nhau để cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, tương tác với nhau để cùng có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy cho tôi một vé để trở về với tuổi thơ, tìm về với ký ức yêu thương sau 25 năm xa cách của chúng ta. Trường xưa bạn cũ ôn thầy, nhớ cái thời bảng đen. Chúng ta đang ngồi trong những ngôi trường về điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng trong tâm thế của chúng ta, đó chính là sự cố gắng vượt khó. Dù khó khăn như thế nào thì cô, thầy và trò của chúng ta luôn vượt qua những khó khăn tất cả để hướng đến cho sự nghiệp giáo dục, cũng như con thuyền của các thầy luôn luôn chở những chuyến đò mang theo sự thành công để nhôm mầm tương lai, để cho các em chính là những hạt nhân để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày càng phát triển rực rỡ hơn, để sánh vai cùng với cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dạy rằng. Hãy cùng vẫy tay các thành viên trong đại gia đình lớp 12A của chúng ta. Thưa quý vị, đó chính là sự hiện diện của cô giáo Lê Thị Ánh, là chủ nhiệm của lớp 12A của chúng ta, cùng với các cô cậu học trò của chúng ta đang có mặt tại cuộc sân khấu. Xin mời cô giáo, xin mời các anh chị chúng ta hãy nở một nụ cười thật đong đầy, thật rạng ngời nào. Cảm ơn cô Ánh, cảm ơn tất cả các quý anh chị lớp 12A. Và bây giờ sẽ là lớp học đặc biệt quan trọng và ý nghĩa nữa, lớp học cuối cùng trong trường của chúng ta. Xin được chào đón cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nguyên, là giáo viên dạy môn hóa, chủ nhiệm lớp 12H. Và chúng tôi xin mời các thành viên của lớp 12H của chúng ta đang ở nơi đâu. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tiến trở về cùng sân khấu đầu. Hãy vẫy tay để cùng đón chào sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Thanh cùng với toàn thể các thành viên lớp 12H của chúng ta. Hãy cùng tiến về phía sân khấu danh dự để cùng dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất và lưu lại những khoảnh khắc xông qua những bức ảnh. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường nói với nhau một điều rằng muốn đi nhanh, chúng ta hãy đi một mình. Và muốn đi xa, chúng ta hãy đi cùng với nhau. Hãy nắm tay nhau thật chặt để cùng đi chung trên một con đường. Đó chính là sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Những tháng ngày đang đón ta đã cười.
sóng gió sẽ qua, những tháng ngày đang đón người thân tôi. Có đôi lần yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời, yêu bầu trời năm mới cũng an về nắng ở cuối trời vẫn nhớ. Xin mời cô Nguyễn Thị Thanh sẽ cùng nở một nụ cười thật rạng ngời nào. Xin mời các quý anh chị đến từ lớp 12H của chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật đẹp nào. Rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi phải sống hạnh phúc. Hãy cùng thả tim nào tất cả. Thưa quý vị, một quả tim siêu to khổng lồ của cô giáo Nguyễn Thị Thanh xin được dành cho các em. Hãy cùng vỗ tay, vẫy tay thật đều thật đẹp nào. Vẫy tay cho em được không ạ? Xin mời tất cả các chị vẫy tay thật đều nào. Hãy cùng vẫy tay để chào nhau cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thanh cùng với các thành viên lớp 10H của chúng ta rất nhiều. Thưa quý vị, đó chính là những cái ôm thật chặt trò của cô ngày hôm nay đã thực sự lớn con trưởng thành lắm rồi. Rất là hạnh phúc, những lời yêu thương tuyệt vời. Thưa quý vị, ngày hôm nay các trò của chúng ta học chung dưới một mái trường, nhưng chúng ta đã sinh sống và công tác trên ba miền Bắc Trung Nam. Dù chúng ta đang ở đâu trên giải đất hình chữ S, dù chúng ta đang công tác ở nước ngoài thì cũng hướng về với nhau trong buổi lễ ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng ổn định vị trí tổ chức của mình. Sẽ có một màn chấm điểm của MC dành cho các lớp. Khi nào em ho đến lớp nào thì lớp đó của chúng ta sẽ cùng hò reo thật lớn. Lớp nào hò reo càng lớn thì chấm điểm càng cao. Các anh chị có đồng ý không ạ? Rồi bây giờ nào, xin được chào đón tất cả thành viên của lớp 12A của chúng ta. Rất lớn rồi, cảm ơn các anh chị. Xin được chào đón những cánh tay của lớp 12B. Rất tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã có những thang điểm chấm cho các lớp của chúng ta. Xin được chào đón lớp 12C. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin được chào đón lớp 12D. Rất đông. Thưa quý vị, lớp 12D rất lớn ạ. Bây giờ xin được chào đón lớp 12E. Quá tuyệt vời. Xin được chào đón lớp 12H. Tuyệt vời, ngày hôm nay những cánh tay, những nụ cười, những điều hô vang thật lớn của các anh chị. Và chúng tôi sẽ được dành cho mỗi lớp 10 điểm một tràng vỗ tay. Thưa quý vị, thuở tuổi hồng của chúng ta là một thuở thanh xuân quý giá nhất trong một đời người. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với toàn thể quý vị một nhân vật đặc biệt trong khóa học 9799. Đó chính là một nhân vật mà ban cán sự, ban liên lạc muốn giới thiệu đến. Chúng tôi sẽ được chào đón bạn Ân sẽ cùng trở về cuộc sân khấu để có đôi lời tâm tư tình cảm. Và nói như các bạn, đây là một, em xin ví von một chút, bạn Ân ngày trước khi đi học cũng là một bạn học sinh. Phải nói như thế nào các bạn nhờ? Phải nói như thế nào? Một học sinh cá biệt đúng không ạ? Dành cho bạn Ân một tràng vỗ tay để đón chào bạn nào. Thưa quý vị, một chàng trai phải nói rằng cá tính tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã trông thấy đó chính là sự hiện diện của bạn Ân cũng đã có mặt tại cuộc sân khấu. Xin được trân trọng kính mời anh. Vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới toàn thể các quý thầy cô, cũng như toàn thể quý vị đại biểu, cũng như toàn thể các bạn hội cùng khóa. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các bạn, để sau 25 năm ra trường, trước đây em và mình là một học sinh cá biệt. Hôm nay có đôi lời tâm tư xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã bớt chút thời gian để về dự cùng hội khóa 25 năm của chúng em.
xin cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian để chúng ta về hội ngộ, cuộc hội ngộ ngày hôm nay sau 25 năm ngày ra trường, qua bao nhiêu năm rồi cũng thăng trầm lên xuống, rồi chúng ta cũng thay đổi nhiều, nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải gặp lại nhau. Ân chỉ rất tiếc cho các bạn không về tham dự được hội khóa của ngày hôm nay. 25 năm đầy bao nhiêu kỷ niệm, người thì thành đạt, người thì đang còn rất vất vả. Xin kính gửi tới quý thầy cô cũng như các bạn một lời tri ân, nhưng vẫn phải nhắc tới để sự thành công của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn người mà mạnh dạn nhất để chúng ta có cuộc hội ngộ 25 năm ngày ra trường hôm nay. Ngoài chúng ta là góp công góp sức ra, nhưng phải nhắc tới là bạn Dũng. Bạn Dũng là một người rất tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, nếu như không có bạn Dũng mạnh dạn thì hội khóa của chúng ta có lẽ là cũng chưa tổ chức của ngày hôm nay. Xin mời bạn Dũng ạ. Tôi xin được chụp hình riêng với bạn có được không ạ? Vâng các bạn ạ, bao nhiêu năm rồi, ngày xưa mình cũng cá biệt lắm, nhưng không ngờ rằng các bạn này lầm lì nhất mà bạn lại thành công nhất. Hôm nay thay mặt xin phép các thầy cô, các quý vị đại biểu, các bạn hội cùng khóa của chúng ta, xin được thay lời các bạn, xin ân, xin chân thành cảm ơn bạn. Bạn là một người rất tâm huyết cho cái khóa học của chúng ta. Nếu như bạn không mạnh dạn thì chúng ta sẽ không có cuộc ngày hội ngộ ngày hôm nay. Đúng không các bạn nhỉ? Xin một tràng pháo tay ạ. Vâng, rất tiếc cho những bạn không được tham gia của buổi ngày hôm nay. Mong rằng chúng ta sẽ đoàn kết và đại đoàn kết. Chúng ta hãy giúp đỡ những người bạn mà đang còn khó khăn và rất khó khăn. Những người lá lành đùm lá rách, rồi lá rách ta sẽ đùm lá rách hơn. Vâng, không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, xin hết. Xin mời tất cả các thầy cô, xin mời tất cả các quý anh chị hãy cùng dành cho bạn Ân của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Thưa quý vị, thuở đi học thì chúng ta là học sinh thì cũng có rất là nhiều những cá tính đúng không ạ? Nhất quỷ nhì ma thứ ma học trò, và bạn Ân cũng là một trong những thành viên gọi là cá biệt ngày hôm nay. Và bạn Ân thì cũng đã có những lời cảm ơn đến với các thầy giáo cô giáo, gửi đến tất cả những người bạn của mình ngày hôm nay cũng đã hiện diện trở về đây. Và đặc biệt thì bạn Ân cũng đã gửi tới cho bạn Dũng, là một người trong ban cán sự, là cũng người liên lạc cho hội khóa của chúng ta được diễn ra, được gặp gỡ cho 25 năm ngày trở về. Và bây giờ để cho bầu không khí tại khách sạn Bến Thành của chúng ta thật là nồng ấm yêu thương, và chúng ta sẽ có một buổi tiệc ngon miệng và hạnh phúc hơn. Bây giờ em xin làm phiền tất cả các thầy cô, em xin làm phiền tất cả các quý anh chị một lần nữa, chúng ta đứng lên được không ạ? Để tận hưởng cho giây phút hân hoan, hổ hởi, phấn khởi ngày hôm nay. Mời các thầy cô, mời các anh chị, làm phiền mọi người chúng ta đứng lên một chút nào. Mời gia đình chúng ta hãy rót xuống cho mình những ly bia, ly rượu, ly đồ uống, để chúng ta một lần nữa chúc mừng cho sự thắng lợi cho 25 năm ngày trở về hôm nay. Một dấu mốc vô cùng tuyệt vời để đánh dấu cho sự trưởng thành cho 25 năm xa cách của chúng ta. Bây giờ các anh chị chúng ta đã rót đầy những ly đồ uống của mình chưa? Em xin được bắt nhịp trong cuộc vui ngày hôm nay nào. Gia đình mình ơi! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Chúc mừng! Tuyệt vời! Và bây giờ, để trước khi chúng ta sẽ khép lại chương trình, thì chúng tôi sẽ được chào đón tất cả các bạn học sinh của chúng ta đến từ phường Xuân Lâm sẽ cùng trở về cô sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Và xin mời các thầy cô, mời tất cả các quý anh chị của chúng ta sẽ cùng an tọa ngồi xuống dự tiệc. Và chúc toàn thể mọi người chúng ta sẽ có một buổi tiệc ngon miệng bên người thân yêu của mình, bên những người đồng nghiệp, bên những người bạn của mình trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những người bạn đến từ phường Xuân Lâm, niên khóa 9799 sẽ cùng có mặt tại cục sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Một lần nữa chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Và nếu như các anh chị nào chúng ta có nhã ý tham gia chương trình giao lưu văn nghệ thì chúng ta sẽ cùng tự nhiên về phía sân khấu để tham gia những ca khúc của mình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và cuối cùng chúng tôi xin được kính chúc toàn thể
tất cả các thầy giáo, cô giáo, quý anh chị niên khóa 1997-1999 bình an, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn 25 năm ngày trở về hôm nay. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô.